Trong buổi ra quân lập lại trật tự đô thị vào tối qua, đoàn liên ngành 1 do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 dẫn đầu, đã cẩu một ô tô biển xanh 80B đậu vỉa hè vì không có tài xế và xử phạt một ô tô biển 80B khác về lỗi tương tự. Ngay tại vòng xoay Phù Đổng thuộc phường Bến Thành, đoàn phát hiện ô tô biển 80B đậu trên vỉa hè và không có tài xế nên tiến hành niêm phong, cẩu về trụ sở xử lý. Cách đó chừng 200m trên đường Phạm Hồng Thái, cũng thuộc phường Bến Thành, đoàn thấy ô tô biển 80B khác đậu trên vỉa hè trước một khách sạn nên lập biên bản xử phạt 700.000 đồng. Một quán cà phê trên đường Trần Quang Khải đã bị đoàn xử phạt 3 lần lỗi để xe trên vỉa hè nhưng nay vẫn tái diễn nên ông Hải nhắc nhở nếu còn nữa sẽ xử lý nghiêm. Khi đoàn đang xử lý trường hợp trên thì ông Hải thấy bà mẹ bồng con nhỏ bán vé số trong mưa nên mua hết 150 tờ để người bán vé số này về sớm. Trong buổi ra quân, đoàn cũng xử phạt hàng loạt ô tô đậu sai quy định, thu giữ nhiều bậc thang dẫn để ngoài vỉa hè của người dân.